Trước thông tin áp thấp nhiệt đới diễn biến ngày một phức tạp trên Biển Đông, những ngày qua rất nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung đã tìm về âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà để neo đậu tránh trú. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tranh thủ khi trời ngớt mưa, các thuyền viên của tổ đội khai thác thủy sản gồm 3 tàu này đang cố gắng để lái tàu cá về vị trí an toàn, đồng thời cố định các tàu lại với nhau, qua đó tránh va đập bảo vệ mạng tàu. Bắt đầu từ 2 hôm trước, rất nhiều tàu cá của các tỉnh thành khu vực miền Trung đã đổ về âu thuyền Thọ Quang để tránh trú áp thấp nhiệt đới. Một số tàu nhỏ hơn thì neo đậu tại sông Hàn, Vịnh Mân Quang. Trên biển là hiện giờ gió nó đang cấp 6, cấp 5, cấp 6, sóng cũng có lớn rồi. Thì tôi mới chạy vô trong sóng này, nghe thông tin áp thấp gần bờ. Cho nên chủ tàu bị chạy vô. Tàu mình tính báo mình qua kia là không chạy ra ngoài, nó đưa vô tàu đầm bên này. Cái đây nó không chào. Cố định tàu thì mình đi tống báo mình chung qua kia là mình neo ra mình đậu thôi. Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương, bộ đội biên phòng thành phố kiểm soát chặt chẽ lượng tàu cá đang cập cảng và neo đậu, chủ động công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại các cầu cảng. Bắt đầu từ sáng nay thì chúng tôi cũng đã đồng phối hợp với các lực lượng biên phòng để mà triển khai hướng dẫn, yêu cầu những cái phương tiện nào mà còn ở những cái khu vực mà sắp xếp thì bố trí không phù hợp, chưa đúng với lại cái quy định thì chúng tôi cũng đã sử dụng cái cano để mà hướng dẫn họ, yêu cầu họ là vài cái vị trí đúng cái phương án bố trí, và thứ hai nữa là buộc dây cẩn thận an toàn. Theo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, đối với áp thấp nhiệt đới thì sức chứa tối đa tại âu thuyền vẫn đáp ứng được khoảng 800 đến 1.000 phương tiện. Tuy nhiên, Ban Quản lý cũng đã sẵn sàng các phương án để nới rộng diện tích mặt nước neo đậu bằng phao neo khi cấp thiết.